Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, hôm nay tiếp tục anh em làm chủ đề vua đầu bếp bằng chữ cái nha các bạn. Hôm nay tới chữ K. Sáng giờ anh em đã mua đồ ăn chuẩn bị hết rồi nha. Bây giờ anh em mình sẽ tới review từng món anh em thử anh em biến tấu cái món gì để ra chữ K sau cùng nha các bạn. Đầu tiên qua mình tìm ai đầu vụ. Bữa nay chữ K làm món chữ K món nấu món bò kho nha các bạn. Bò kho hợp lý luôn. Ủa, bò kho mà sai là mua cái bò này vô nha. Bây giờ hết cái bò kia rồi mình phải lấy liệu không có ái bát mèo rồi hả? Liệu cơm gắp mắm phải không? Dạ. Để mình thử xem thử cái món bò này làm bò kho ngon nha các bạn. Mình trạm này làm món gì đây? Mình trước mình ăn lươn ươm chuối rồi các bạn. Bữa nay mình chuyển sang lươn ươm khế. Lươn ươm khế à? Thử ra sao thứ vị lươn ươm khế khác với ươm chuối như thế nào? Ngoài chợ hết lươn rồi sao mua ít lươn như đồng ha? Ba con cũng được ba bốn lạng á. Lương âm khế chữ ca tiếp tục nha bạn. Rồi bên này em có cái món độc lạ này không? Còn đang thôi tôi gì tôi cũng độc lạ không hiểu không? Món gì đâu? Súng súng đạn bò xào khế. Anh thấy súng mình đạn đâu? Đạn đây, đạn phải giấu công an thấy mình tàng trữ vũ khí quân dụng sao? Đây. Không. Không hiểu không giờ tôi chắc chắn không chưa ăn món này. Lương gì? Súng đạn bò xào khế. Cái món này anh thấy hình như cũng có một cái đặc sản ở vùng nào ở phía Hòa Ni Hòa Hòa Tây Bắc sao mày ơi. Mà loại cái kia là bím cái sao á. Ở cái đây để quy mình xào mình xét được không? Được chứ. Sao dính trứng gì kia ta? Con nó nổ đạn mà. Mẫu ấy là mẫu rồi nó có bị sao ta? Nó không, nó đạt bia nó đạt mà. Mình luộc mà mình món trăng sơ qua nó sôi. Món dinh dưỡng nha các bạn. Xét nó thông khốn. À Nguyễn, xác nhỏ nha đâu. Chứ không dài sao mình xào nó cứng sao. Chờ đây. Đợi chờ đợi nha. Cái này mà không tục bát nó mới mềm được. Món này anh chờ đợi món còn đấy. Tại vì kháng mà Nguyễn. Và được trước mình làm món hầm thuốc bắc là món gì ta? Đây nè. Món này. Ăn sực sực ngon quá mà hầm mà nó mềm. Đây hình như con này nó cứng rồi sao nó cứng vậy? Tại hầm thuốc bắc là mình hầm có tiếng ăn mà. Rồi, anh Hải đây. Thấy rồi. Nói chung là cái lúc trước anh ham hẹp quá cho nên nghĩ sớm nói cái bản chữ cà này sao thấy khó quá. Anh không biết kiếm cái chữ gì mà ra ca ca trọ cho nên sao bây giờ anh chơi súng AK mực kho chứ khó mà hiện à mực kho khó chứ mà anh trước khi kho là nó hiện à cũng như mình thế cá mực mình thế cá anh chiên cho nó rán hết lại rồi bắt đầu là anh chiên cho rán hết lại rồi bắt đầu là anh mới kho xem anh khó mà anh gia vị tỏi hành ớt của anh vô xem rồi anh mới trút nước khóm lên nè đó là nước khóm nguyên chất luôn hiện à khóm anh Hải đã xe rồi này nè nước khóm mới xiên nguyên chất đâu. Có em nghe nói mấy người bị thằng là uống uống nó thông thông vị quá. Đè khế mình đã bắt sơ cho nó bớt độ chua đi các bạn ơi. Hôm nay là món đặc biệt nha các bạn ơi. Hôm nay mới phèo phèo đá chân tôi á. Đá vụ gì? Sao kêu không có nghe cái vụ vậy? À. Anh phải đá chữ. Đá nữa hả? Lại đá hả? Vậy mà. Anh ơi, phần thưởng dành cho người chiến thắng hôm nay 200k để anh em mua mì tôm ăn sáng nha bạn. Trong này có tỏi rồi dầu dầu điều rồi nước cốt để nấu bò kho á úp vô đây màu sắc khá là đẹp luôn em đó, chờ cái bếp hoàn cầm nó ché nữa là mình đưa cái lò lên mình nấu nha các bạn. Đây là hành ớt với tỏi với củ sả với chua nghệ nữa bạn. Cho nước vô không ạ? Giờ mình bỏ cà rốt vô cho nó mềm luôn nha các bạn. Cái này là quan trọng là phải có ngọt gai nó mới thơm nè. Đây, ngọt gai đây, ăn kèm. Lét lét sao xào yếu đây nó lét dữ đi. Một đất này một ba lài à, nhưng mà không phải do mình thấy nó nhỏ gì đâu. Có nghĩa là mình làm mình để nguyên con rồi thấy nó to. Nhưng mà cái đầu nó vô hết vô trong cái bụng thôi. Thấy cái bếp hoàn cầm không hả? Sâu kinh điển không? Đây bỏ vô chẹp nó là nó ngừ đầu hết nè. Sâu sợ luôn. Bếp đây sôi rồi cũng hiệu quả, nấu hầm được cũng hiệu quả chứ không? Để xì luôn. Ngâm chuối rồi ăn rồi các bạn thấy được ngon á, nhưng mà biết lươn ngâm khế ra sao. Mình lần đầu tiên mình làm thử nhưng mà nhìn cái màu sắc thì nói chung khế với lươn thấy nó hòa lẫn, nó cũng đẹp các bạn. Tìm ra công thức mới luôn á. Đôi khi anh em mà thấy cái món này chạm nữa mình hiển mà cảm nhận thấy ngon là nói cho anh em làm nha. Đúng rồi.
ớt, đường nè, chút xíu đường nè. Đây là nước nước khóm nè, dành cho nước khóm luôn nè. Thơm, thêm mùi thơm á, mùi tỏi thơm. Anh em ơi, món có trọng nhanh nhất nha, món lương thì nhanh nhất mình làm trước nha. Hôm nay mình cũng đại diện tất cả anh em để mình chấm điểm món ăn hôm nay nha. Mình hứa với anh em là mình xin luôn luôn công đạo nha, không có lý do gì mà mình không có công đạo nha các bạn ơi. Mời anh em xem món có trọng nè, món này cũng là một món lạ lần đầu tiên thử nha. Lương ấm chuối thì thường quá rồi, hôm nay anh em mình chơi ấm khế ra sao. Làm một miếng thôi các bạn ơi, ăn chút khế. Thử nghe nào. Rồi, thử đi. Mùi vị rất là thơm nha nào, không tanh lương nha. Nói chung xào vừa lửa nha các bạn, chứ không xào lâu quá, xào khoảng tầm giá sâu lên khoảng 5 phút mình tắt rồi. Sau sẽ thế mà thì mình kho như vậy ăn cũng được chứ đâu có khoai nào, ngon. Mình ăn nha. Thì lương chắc á, không tanh nha, dài dài luôn á. Lương ăn lương đầm chắc luôn rồi. Nhìn cái đuôi nè, đuôi người ta nói là đuôi già là nhọn là lưng đồng đó nè. Đây có chấm có số điểm trong đầu chưa, chấm chung muốn nó căn bản quá, phải ăn để mình thử cái vị khế vô nó hợp không đó. Quan trọng là vị khế có hợp với lương không nè. Khô rồi trời. Nói chung con lương à, nó cảm, cảm nhận hay như con lương thì nó cũng không có gì đặc biệt hết các bạn ơi. Cái nấu với lương ăn bình thường nha, nó vẫn dễ ăn chứ nó không có khó khăn gì các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy nó không có điểm nổi bật, không có điểm nhắn gì trong này hết á. Khế nó vô nó cũng dày dày à, nó cũng như chuối không? Nó cũng dày dày vậy à. Thế mà dạ, dạ lương sao rồi khó làm món thịt ngon không? Tại vì lương bản chất là nếu mà mình nấu cháo hồi xưa đi ăn trứng nấu cháo hấp hấp vậy thôi, chứ lương bản chất là hay là xào lá lốt ăn cơm thôi, chứ nó, món nó không có mang tính chất gọi là đặc sắc lắm. Nhưng mà hôm nay là trọng nấu là thơm sạch sẽ, không có mùi tanh một tí nha. Món anh Hải tiếp theo các bạn ơi, anh Hải xong rồi, thời gian chờ đợi món toàn nấu thì anh thức luôn. Anh là xem ra tao giờ mời em đi. Mời anh em đi, anh em tới dùng nhìn nhà quan sát cái món. Camera bắt gần cảnh coi con mực của anh Hải nào, nãy nó thiệt to mà. To lắm, mực ba lài thuộc về ba lài, cũng gạn dần dần vô mực lớn á, ba lài. Mà đây mình chơi game vậy luôn á, chơi nguyên nguyên xuyên này luôn. Nãy hôm nay chơi cũng thẩm mỹ á, anh hôm nay có vẻ là đẹp á. Anh đút cái đầu vô đi, anh lấy cái tìm anh chọt ngang qua, không cho cái đầu chị ra. Anh dùng cái đầu không hay là dùng thịt trong này nữa? Không, anh dùng cái đầu với nước gia vị của anh. Món này đặt tên là gì anh này? Mực mực heo, heo dầu xưa rồi kho khốn. Sao cái từ ngữ dài quá vậy? Kéo dài mà. Nãy làm mấy bà rất rấu á. Mời anh em ơi, cũng đại diện anh em mình làm thử cái món này ra sao. Món lạ nha. Thấy cái bữa nay này làm xay sinh tố khốm rồi bỏ vô rồi chiên rồi roti rồi ha. Roti sao mà nó không đỏ? Không, anh lột da mà. Để da là nó sẽ đỏ. Mà anh lột mà da mà. Cái này anh như em như cô mê lệ ngái chứ em không thấy chứ. Có một có bí mật không? Không, dù em. Cái mùi vị khốm làm xấu ăn được. Hợp không? Được hợp. Mực chiên này nó còn dai dai dai. Kìm thêm cái cọng reo húng luôn. Có số điểm trong đầu chưa? Cũng dễ ăn á, nói chung mùi vị dễ ăn. Mực chiên ăn chín quá nên bắt đầu nó hơi khô khô dai dai kiểu mực khô á. Nó dầu nè. Ngon dầu, dầu. Thì món này với món cạn là món nhỉnh hơn. Món ăn ngon hơn. Nhỉnh hơn. Khó mà làm nước sốt ăn ngon. Giờ quay về dặn không? Hai bây làm mắt chết được rồi anh hai ơi. Mình cũng ráng này của cái gì. Mực chiên hơn hay quá đây. Hơi dai quá. Ấy là anh không dám chiên để cho giòn nữa, mà giòn mà giòn nó tè lại hết. Nắng mực to chiên còn thiếu xíu à. Mà em chiên giòn lại nữa là nó còn có chút xíu nữa. Thì đó, em đâu mấy anh chiên nhiều, chiên quá mà. Hôm qua chiên món toàn đi. Không mình nè bạn ơi, dầu nắng bắt đầu cho em nó vào. Gì vậy đâu? Sả ớt với quà nè bạn ơi. Thi lên cho thơm các bạn ơi. Chơi cháo bự luôn. Chơi cháo bự luôn. Cho anh em xem nè, tác phẩm nghệ thuật của Toàn nè. Cái món này mình để xeo một xíu mình đảo xong rồi cái này nó hơi mềm á, rồi nó nát. Anh thích ăn cái này lắm á. Đây không? Cái này ngon. Đây là
Cường Dương bổ thận nha mày. Thằng này cũng hàng hiếm mà sao toàn săn được giỏi đấy. Tôi đạt qua bên Dubai á. Nhờ mấy cầu thủ Việt Nam sẵn ship về. Sẵn ra bành vậy á. Bên đây nuôi lạc đà không à? Không, mình ưu tiên mình đạt lịch trước bao bốn năm người ta nuôi mình biết bữa nay là làm món này mình đạt trước người ta bao bốn năm trước chưa? Bây giờ xuống lạc đà nha. Dạ đâu. Mình xào đây còn tầm cỡ 5 phút là mình bắt đầu mình nêm như vậy mình rồi cho thấm lên bỏ khế vô nha mấy bạn ơi. Mình nghỉ một chút nước nha các bạn ơi. Đó. Đây ăn thịt giòn 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 giòn. Còn mấy khối nhỏ để không già đây. Đúng không? Nếu mà không có bát thì mình xác bự một xíu. Mình nấu trong bạn tầm 1 tiếng nó mềm, đây mình xào. Đó. Món còn nó mày anh đi mình làm chút đi. Làm cái mày một cái thôi. Không mà tất cả anh em món mực kho khốn của mình anh em. Mời anh em nha. Rồi mời nhà nha. Nói chung mực khốn này rất thơm. Bị cũng thơm mới mà đây thì ăn cơm ngon á. Các bạn. Cái này mềm nè bạn ơi. Cái này tương đối thấm gia vị thôi nha. Bỏ đây vào. Đồng thời bỏ khế vào các bạn ơi. Đây tạm khế nhiều để xíu các bạn ơi. Khế mình mấy bạn yên tâm đi, mình vắt sơ cái sơ nước chua. Đây nó còn độ chua nhiều đó là. Món chờ đợi hồi nãy giờ của toàn nha các bạn ơi. Món này gọi là súng đạn khế xào khế Món ruột của Hiển này. Vậy. Cho anh hai cái, anh ăn một cái này một cái với một cái miếng đạn một cái là hai cái thôi. Ok. Giữ miếng khế. Ủa khế đâu tiêu rồi. Khế ăn vàng luôn. Khế này nè em vắt hết rồi nè hả? Vắt sơ khoảng 40-50%. Để anh ăn thử cái miếng khế anh phân biệt cái miếng khế này với miếng khế này bên trong nó khác với nhau nè. Mời các bạn ăn. Béo. Mình chắc thì khế nó sẽ thấm hơn. Vẫn còn chua. Khế mà phải chua chứ sao, khế mà không chua. Mình tương giác là nó hết độ chua lắm nha. Hết độ chua là chua luôn. Mời em ăn. Cái quyết định lắm các bạn ơi. Không có hôi hết nha. Làm sạch sỉ mà. Nó mềm vô miệng luôn á. Tan luôn ấy. Mềm. Mà cái màng nó hay sực sực đúng không? Không có mùi hôi à, thơm. Rồi, cái miếng này kèm với miếng khế. Ăn một miếng kèm miếng khế nó thử nó hợp vị khế không? Mời em cái nữa nha. Giống y như cái đấy, ăn giống y như cái bữa của con heo á. Cái dương của con heo á, heo con bữa. Mà đây nhiều hơn, ăn sướng hơn. Cái kì chưa? Sáng khác luôn. Cái đầu nè toàn nó sắp nhỏ ăn ngon nè. Bữa trước có mấy lần anh em làm không để nguyên cục dày dày ăn cũng nhai nút trọng mất ngủ á. Làm cái trứng nữa em đầu sực sực ngon quá giòn trong miệng luôn ấy. Đây có thêm một chút ngon, ngon nước gì mà chấm cái nó ngon mắm hay gì hay là nước chấm gì nó. Món này xếp vô danh sách nhậu anh em mình được không? Đúng á, đúng đó. Ngồi đây mà nhậu có đá banh được đúng bài luôn á. Để mai tôi đặt bộ rồi mai con coi Việt Nam đá banh đi. Thôi anh dám ăn cái gái đó mà. Tăng cái miệng luôn á. Rồi đây. Tăng luôn á. Kề miếng khế luôn. Đã. Hai nhà. Mời nhà nha. Món này nhậu bán á. Còn bán luôn không? Con làm thử miếng khế cái bị khế thế nó ngon. Mà cái nhà của khế chua ngọt cảm vô cái miếng vừa thịt vừa khế nó sao mình khế mà cái mùi do mình kho nó cũng lạ vậy em. Khế vô nó hút bắt cái độ hôi ha, cái độ bán mùi. Bán mùi cái này sao mà nó là khế ta? Không, cái nãy mình làm nó cũng sạch. Không. Ăn miếng này kèm miếng khế cái mùi nó vừa nó cái vị nó dễ chịu á. Nó hơi ngọt ngọt mà xíu mà ngọt thanh thanh. Cái vị nó lạ đúng không? Hàng chi món này người ta gọi cũng là đặc sản ở ngoài dùng là hình và Tây Bắc á. Cái kia là bím. Thì cái bím không phải cái này đâu. Bím nè. Bím trâu. Bím bò được không? Không biết.
đây hồi nhà xuống đã có thêm chút nước chấm, thằng Khánh này nó chỉ chấm thêm nữa còn. Ok, tùy. Do vậy mặn lạc là do anh em ăn chấm thêm. Nhưng bữa nay toàn làm cái đầu kinh nghiệm á, xác nhỏ là ok á. Xác bữa trước anh em mình xác dài nè. Mấy đứa nuốt cũng xác bự. Ngon mày, món này công nhận dễ làm nữa. Làm món gì cũng ngon, được trước hầm thịt bắp cũng ngon nè. Món này cũng ok á. Chờ món toàn nè nghe bạn. Vũ chưa? À món Vũ nữa. Món Vũ nữa các bạn ơi, không biết mềm chưa không biết. Thôi giờ chơi luôn rồi, chờ mềm lâu lắm. Cái bò này mà sao lâu mềm dữ ta? Giờ lấy trúng cái bộ then trên lưng á. Hết bột kia rồi. Rồi bây giờ cho bột vô nha các bạn. Bột đấy là bột gì em? Bột nang bếp á. Tao được dán rồi. Sánh. Món cuối cùng nha bạn ơi, tao món của Vũ á. Nóng nha, món này cẩn bò kho nha các bạn. Cẩn thận nha, nóng lắm á. Mùi ra mùi bò kho đó nha. Thử màu sắc các kiểu ra sao nha các bạn. Nãy thấy cái pha bỏ bột con Vũ nó hơi bị lộn xộn, cái pha bỏ bột thấy nó có vẻ không đều vị, nó nhìn thử nhưng mà nó cũng sẽ rồi sống biết không, bò kho mà nó phải có độ độ keo, độ sánh, không sạch, không sánh, không sạch là không phải bò kho, đây là canh này này, anh đói bụng rồi này. Ok, mời anh em ăn. Đói bụng không? Đói chưa, chịu mà nè anh em ơi, chưa có đồ ấy lắm à. Mời em cái đi. Ừ. Thơm đi. Thơm mà biết sao. Bò dai. Bò này nấu bò kho không ngon. Giờ hết bò. Bò kho mà nấu mấy cái này. Sổ găng găng. Hay là con xích cái xích lộn không? Không phải không. Vô bị lấy cái hết bò cái lúc cái bị mà con con kêu lấy cái bị đó, còn cái bà kêu con người đạt rồi để nấu bò kho rồi đó. Quá là đợi điều ra bò chợ mà mua nạm cũng khó có lắm. Ai mà giờ nó em nấu lâu quá cái bây giờ cái bò ra như mực sơ mực khô quá. Ăn với nước các bạn. Nước cũng chưa đủ được tới lắm. Tạm chưa tới. Rồi sau cái này sáng con làm thêm vài bốn mì. Anh em hấp không? Anh em nào hấp là dùng miếng đây. Anh em thử nước đây. Đây đây. Mời anh em ăn. Kho à. Món này cũng ưng ăn à. Mình cũng khoái món này lắm nè. Nè thử đi. Chưa đạt yêu cầu. Mời tất cả anh em ăn. Dũng canh cà rốt. Bò kho nói chung là cũng món ruột của anh đây. Thơm. Thơm nhưng mà cũng cái vị đây cũng được bé tấm điểm, nhưng mà điều cái là cái nước nó lẹo, nó không dẻo. Tại vì cái nước bò kho là mình hấp nó sệt 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 á. Thơm, điều nó trong thơm ngọt. Anh em ơi, nãy giờ mình cũng thử bốn món này để mình tổng kết lại. Lúc đầu là món của Trạm mà lương âm khế thì nó Trạm đường cái làm sạch sẽ, mùi tanh lương không có thì cũng gọi là căng tròn ngon. Hay là kêu hai làm dơ, hay đối tôi làm dơ, hay kêu làm gì? Tao làm gọi lương mới biết cách làm chứ đâu phải không biết làm ăn nó cũng tanh lắm chứ anh nhận lắm chứ không dẫn đâu. Cũng tạm, nhưng món đấy cũng căn bản các bạn ơi. Thấy nó cũng có cái gì đặc biệt nha. Cũng bình bình thôi. Món của Trạm thì mình cho cỡ tầm 8 điểm đi nha. Món của anh hai, món hai mình lại ngon món Trạm á. Món hai anh làm thấy bất xác hay sao mà thấy nó lại do gia vị nó lại ngon. Ừ, có công thức thứ hai màu sắc này thấy sao thấy được này đẹp á. Anh về dạo này anh cố gắng đi tập nó ăn mà mốt gì già tự nấu mình ăn ra nấu cho mình ăn giờ bỏ sao vậy ở người già giao đơn á không có không đâu nếu mà thành công thì cỡ nêm để thành công, mà không thành công nữa thì bỏ luôn có con đường về xe này mình kiếm chút cũng lấy cái ngồi bánh đa kìa máy ấm tình thương lấy dưa bánh đa món hải dễ ăn hơn ngon hơn là vị mà cái miệng ăn nó hợp hơn 8.5 nha. Món toàn đen à. Toàn đen là mình rất thích ăn món đấy nha. Bữa hôm làm mấy món kia ngon lắm. Mà món toàn đen sau ra làm thì cũng ngon nhưng không bằng mấy món trước. Đợt trước làm hầm thuốc bắc hay đợt trước Vũ nó xào sả ớt á. Ăn cái miệng nó chắc hơi chắc vị hơn. Món đấy phải sả ớt nhiều. Món toàn đen sả ớt thì ít. Mùi vị nó hơi bị yếu cây nhạt một tí. Nhưng mà dù sao ông Toàn nó cũng chịu khó gọi là cũng tìm hiểu rồi ra cái món cũng là lạ nên em xem ha. Món độc lạ không? Toàn hôm nay cũng hay chịu khó làm mấy cái độc lạ mà chưa đạt cái nào ấy. Cái này hôm nay gọi là cũng gọi là ngang điểm anh Hải thôi, nhưng mà cộng thêm Toàn một xíu cái điểm chịu khó tìm hiểu tìm tòi các bạn ơi. Cho Toàn đang 8.7 điểm nha, hơn hai tí cho khỏi mà công chứ bây giờ 8 ra đều thì khó phân chia đó. Còn món ông Vũ thì dễ mà, từ đầu nghệ sĩ luôn á, dễ mà. Không, cái món này cũng ngon, nếu mà mua trúng cái bò thì nấu bài bản lắm, không dân đâu.
Anh em ơi, phần thưởng 200k dành toàn đang nha. Toàn đang lâu lắm rồi mới đạt giải được. Nãy có ba bạc sẵn 200k đó mà. Cho thêm cho anh mượn. Đang toàn giảm nợ luôn nha. Hồi nãy em nợ anh 1 triệu mấy? 1.6 200 nữa là 1 triệu. Chưa kịp chịu bẻ. Không anh khó nhớ lắm. Anh im cái gì đâu đâu cho đó. 2 triệu vô vậy chứ. Bốn xị luôn được. Đại gia mà Dubai hay đại gia mà. Nhớ ăn nợ 2 triệu có khán giả làm chứng nha. Có cả chén tiền lên. Anh em ơi, phần thưởng 200k hoàn toàn xứng đáng dành cho toàn đen nha anh em ơi. Cảm ơn đen nha. Rồi. Sau tiếp tục thì anh em mà yêu quý chủ đề này thì anh em cứ like bình luận các kiểu nha. Chữ cái tiếp theo là chữ gì ta? L ấy. Để tìm lại trong ba chữ cái. X A L M. Chữ L. Chữ L hả? Ừ. Anh em cứ bình luận góp ý để anh em chữ L anh em ơi. Bữa sau làm chữ L thì anh em bình luận ở bên dưới để giúp anh em sáng tạo thêm nhiều món mới để quay clip cho anh em xem. Anh hai làm món lương lẹo. Lương lẹo á. Anh em ơi, xin chào anh em nha.